Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tin học Thời cảnh nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là quản lý cái giờ tăng ca. Thì cái video này sẽ rất là hữu ích cho những bạn mà làm bên nhân sự hoặc là những bạn là quản lý về cái chi phí của công ty liên quan đến cái giờ tăng ca của người lao động. Thế thì mình có một cái bảng mô phỏng như thế này, gồm thứ nhất là cái dòng trên này, đây là ngày tháng đúng không ạ? Chúng ta sẽ quản lý theo từng ngày, là chúng ta muốn biết là mỗi một ngày thì mỗi một bộ phận đó tăng ca bao nhiêu tiếng đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể là biết để chúng ta có thể là kiểm soát cái chi phí liên quan đến cái tiền tăng ca của người lao động đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì những bạn làm nhân sự thì chắc chắn phải biết làm cái việc này đúng không? Đấy, nếu trường hợp mà các bạn không biết thì các bạn hãy tham khảo cái video này của mình nhé. Mình nghĩ nó rất hữu ích cho nhiều bạn đấy các bạn nhé. Ở trên này mình có thiết lập một cái tiêu chuẩn, và ở chỗ này là mình sẽ thống kê cái số lượng mà các cái bộ phận đấy mà vượt qua cái tiêu chuẩn đó. Đấy, thì đây mình đang để bộ phận mô phỏng như thế này. Các bạn sẽ điền cái bộ phận thực tế của công ty của các bạn vào đây nhé. Rồi, ở cuối này mình có để một cái dòng để chúng ta cộng tổng những cái số giờ tăng ca lại theo từng ngày luôn. Từ đây mình mô phỏng bằng này ngày thôi, còn các bạn có thể là để từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thống kê theo cái giờ tăng ca của từng bộ phận ở đây, thì các bạn sẽ có con số tổng này đúng không? Đấy, ví dụ giả sử như hôm nay chỉ đến là ngày mùng hôm nay là ngày mùng mùng 5 thôi, hôm nay là ngày mùng 6 chẳng hạn, mùng 6. Thế thì cái số giờ tăng ca của chúng ta sẽ là số giờ tăng ca của ngày quá khứ, của từ cái ngày mùng 5 trở về trước. Đấy, thì đây là tổng cái số giờ tăng ca của ngày 5 ngày trước đúng không ạ? Đó, ví dụ như vậy. Đấy, thì mình để chấm chấm đây thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ có những cái ngày tiếp theo nữa. Đấy, nhưng mình chỉ cần mô phỏng là các bạn có thể hiểu rồi các bạn nhé. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ dùng hàm sum để các bạn cộng tổng những cái con số này lại thôi, đúng không ạ? Rồi, thế thì ở trên này các bạn sẽ điền cái con số tiêu chuẩn vào đây, và ở dưới này các bạn sẽ thống kê được cái số bộ phận mà vượt qua cái số tiêu chuẩn đó. Như các bạn đang thấy là chỗ này cái bộ phận này là 5 tiếng đúng không ạ? Chỗ này là 5 tiếng đúng không ạ? Trong thực tế thì nó sẽ rất là nhiều các bạn nhé, nhưng mình để con số nhỏ để chúng ta dễ hiểu thôi. Nếu giả sử bây giờ mình để số 5 ở đây này, mình enter một cái thì lập tức là nó không có cái bộ phận nào vượt qua cái con số 5 đó cả. Đây chúng ta đang tính là số lượng vượt quá nhé, số lượng vượt quá 5 tiếng này, các bạn hiểu không? Nhưng nếu chúng ta để số 4 thì lập tức là sẽ có là hai bộ phận. Còn nếu chúng ta để là số 3 thì sao? Để số 3 này, enter này. Số 3 thì lúc này nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 4 bộ phận. Và lúc này nếu mà các bạn muốn biết là những cái bộ phận nào thì các bạn chỉ việc bấm vào đây và các bạn sẽ lọc theo màu sắc như thế này này. Đấy, thì lập tức là các bạn sẽ có được những cái bộ phận mà vượt quá là tăng ca 3 tiếng như vậy. Đúng không ạ? Thì nó sẽ thống kê là như thế cho chúng ta. Đúng không? Các bạn thấy nó rất là khoa học đúng không ạ? Rồi, hoặc các bạn muốn để là số 2 như thế này thì lập tức là các bạn sẽ thấy là lớn hơn 2 đúng không ạ? Lớn hơn 2 thì vẫn là chỉ là 4 bộ phận thôi đúng không ạ? Đấy, vì mình chúng ta đang là số lượng vượt quá mà, vượt quá cái tiêu chuẩn mà, các bạn hiểu không? Đấy, thì nó vẫn chỉ có 4 bộ phận thôi, đúng không ạ? Còn nếu các bạn để số 1 này, đấy, thì lúc này nó mới tô màu tất cả. Đấy, tức là tất cả những cái bộ phận đó đều vượt quá cái con số này cả, đúng không? Đó, thì đấy là cái cách mà cái bảng này nó vận hành nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để các bạn có thể là lập được cái bảng như thế này. Thì mình có ẩn một cái cột ở phía sau này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho nó hiện ra cho các bạn xem này. Để lập được cái bảng như này thì đơn giản rồi đúng không? Các bạn có cái cột ngày tháng ở đây, và đây là bộ phận, còn đây là số giờ tăng ca, là các bạn sẽ thống kê vào đúng không? Đấy. Rồi, ở chỗ này là hàm sum. Rồi chỗ này nhé, các bạn sẽ sử dụng một cái hàm if như thế này này. Đấy, các bạn thấy đấy. Mình có sử dụng cái hàm if như sau ở đây. Đó. Nếu mà cái ô Y6 này này, tức là cái ô này này các bạn nhé. Đấy, mà lớn hơn. Đấy, lớn hơn nhé. Thì trường hợp chúng ta muốn kiểm soát cái số giờ tăng ca vượt quá tiêu chuẩn mà, hiểu chưa? Vượt quá. Đấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái ô này đúng không? Và các bạn sẽ cố định hàng lại để chúng ta sẽ kéo công thức các bạn nhé. Rồi, lớn hơn. Nếu trường hợp mà các bạn lớn hơn hoặc bằng tiêu chuẩn, thì nếu trường hợp các bạn có dấu bằng thì các bạn để vào đây thôi.
như chúng ta sẽ kiểm soát là lớn hơn, đúng không? Lớn hơn tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ để như vậy. Nếu mà lớn hơn tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ để là số 1, đúng không? Đấy, rồi còn lại là số 0 như thế này. Sau đó các bạn chỉ việc là kéo công thức xuống như thế này thôi. Thì lập tức là những cái bộ phận mà vượt quá cái tiêu chuẩn đấy thì kết quả nó sẽ là số 1. Và các bạn thay đổi tương ứng ở đây. Đấy, mình để là số 4 này. Đó, thì lập tức nó cũng chỉ có hai cái bộ phận này là vượt quá thôi. Đó, nó sẽ tự động thay đổi cho chúng ta, đúng không? Đó. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ chỗ này này, chúng ta sẽ lập một công thức subtotal các bạn nhé. Subtotal như sau, các bạn nhập dấu bằng này. Subtotal như thế này nhé. Đấy. Các bạn sẽ sử dụng subtotal 109 các bạn nhé. 109 này, hoặc subtotal 9 cũng được. Đấy, sau đó các bạn sẽ bôi đen cái phần mà chúng ta vừa lập công thức hàm if đó, đúng không ạ? Và chúng ta đóng ngoặc lại, sau đó chúng ta enter thôi. Đấy, thì hàm subtotal nó sẽ cộng tổng cho chúng ta. Đấy, hoặc trường hợp này các bạn có thể sử dụng cái hàm sum cũng không sao cả. Đấy các bạn nhé. Nhưng mà các bạn sử dụng cái hàm subtotal để khi mà chúng ta lọc các cái dòng ấy thì nó sẽ hiển thị chỉ những cái dòng mà hiển thị thôi các bạn nhé. Đó. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sẽ tính tổng, cho nên là chúng ta dùng hàm subtotal thì tính tổng, cho nên là chúng ta nó cũng không các bạn có thể sử dụng subtotal 9 hoặc là subtotal 109 đều được các bạn nhé. Hoặc hàm sum đều được trong trường hợp như thế này. Rồi, thế thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm subtotal 109 ở đây như mình hướng dẫn các bạn nhé. Đó, thì các bạn sẽ được là thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng một cái cột phụ ở ngoài này nhé. Đấy, sau đó các bạn có thể, nếu các bạn không muốn hiển thị ấy, thì các bạn có thể ẩn nó đi như này, đúng không? Các bạn ẩn nó đi thì cái báo cáo của các bạn nó cũng không có ảnh hưởng gì các bạn nhé. Còn nếu không thì các bạn có thể cho hiện ra cũng được, không sao hết. Đó, được không ạ? Rồi, thì đấy là cái mà công thức ở hai cái cột này các bạn cần phải lập như thế. Tiếp theo nhé, ở cái chỗ này để làm thế nào để mà các bạn có thể tô màu được với những cái ô mà nó vượt quá tiêu chuẩn như thế. Mình để số 3 này. Đó, thì các bạn thấy không? Mình chỉ nhập vào cái ô tiêu chuẩn đây thì lập tức là sẽ là tô màu những cái ô này. Mục đích tô màu như vậy để khi mình lọc ấy, mình tức là mình chỗ này mình biết là có bốn cái bộ phận nó vượt quá, nhưng mà chúng ta muốn xem là những cái bộ phận nào. À, thế thì chúng ta bấm vào đây này, sau đó chúng ta sẽ lọc theo màu sắc ở đây các bạn nhé. Thì lập tức là các bạn sẽ có được những cái bộ phận đó rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Đó, thì mục đích là như vậy các bạn nhé. Rồi, ok. Thế thì chỗ này thì các bạn sẽ làm như sau. Bây giờ mình sẽ bỏ đi để cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn làm từ đầu nhé các bạn nhé. Rồi, đầu tiên các bạn làm như sau này. Các bạn sẽ bôi đen phần này nhé. Đấy, sau đó các bạn vào Conditional Formatting này, các bạn sẽ chọn New Rule ở đây nhé. Rồi, tiếp theo nhé, các bạn sẽ chọn này, cái mục là Format Only Cell That Contain này. Sau đó các bạn sẽ, chỗ này Cell Value thì các bạn vẫn cứ để mặc định như vậy. Tiếp theo cái mục bên này này, các bạn sẽ chọn là lớn hơn mà, đúng không? Các bạn chọn lớn hơn thì các bạn chọn là Greater Than nhé, các bạn bấm vào đây. Và các bạn cho chọn vào cái ô tiêu chuẩn của chúng ta này. Đó. Sau đó các bạn sẽ định dạng cái màu sắc. Đấy, thì các bạn sẽ chọn là format ở đây nhé. Và các bạn sẽ chọn cái màu nào mà các bạn muốn. Ví dụ như mình đang chọn cái màu xanh ở đây. Thì các bạn có thể chọn cái màu nào mà các bạn muốn các bạn nhé. Sau đó các bạn chọn ok này. Rồi sau chúng ta chọn ok. Đấy. Thì những cái ô mà có cái giá trị này, có những cái ô mà có cái giá trị lớn hơn cái ô tiêu chuẩn này sẽ được tô màu xanh một cách rất là tự động các bạn nhé. Đấy, giả sử bây giờ mình để nó số 4 này. Các bạn thấy không? Đấy. Bây giờ mình nhập thêm một cái tiếng nữa đây, enter này. Đấy, thì lập tức là nó sẽ thêm một cái ô màu nữa cho chúng ta, đúng không? Xong cái cột này các bạn có thể giấu đi thì các bạn ẩn nó đi thôi. Nếu các bạn không muốn, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách thức mà các bạn có thể là lập một cái bảng quản lý giờ tăng ca rất là hợp lý. Thì chỉ sếp của các bạn chỉ cần là nhập một cái giờ tiêu chuẩn vào đây bất kỳ thì lập tức là sẽ có được là cái số lượng bộ phận vượt quá và tô màu cho những cái bộ phận đấy, và chúng ta có thể là đọc theo màu sắc, sau đó chúng ta có thể là biết được là những cái bộ phận nào là những cái bộ phận mà vượt quá số giờ tăng ca đó, đúng không? Mình để số 5 này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, để số 5 thì vượt quá chỉ có một bộ phận thôi, đúng không ạ? Đấy.
Thì với cái cách thức mà mình hướng dẫn các bạn đây, mình nghĩ nó rất là đơn giản, là các bạn có thể làm được các bạn nhé. Đấy, với các bạn nhân sự thì mình nghĩ là sẽ rất hữu dụng trong trường hợp mà các bạn muốn quản lý cái giờ giấc tăng ca, đúng không? Đấy, đó là một cái gợi ý của mình. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé.